Tử vi dự đoán đúng tháng 8 âm lịch, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, bất ngờ được thần tài gọi tên ban lộc, lọt trúng hố vàng mà đổi đời giàu sụ, tiền nhiều như nước. Hoan hỷ chào mừng quý vị khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi con giáp tháng trên kênh Lộc Phát Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị vạn sự như ý, phú quý, bình an. Thưa quý vị thân mến, trong cuộc sống này vẫn có rất nhiều người đang phải sống cảnh khổ cực và nghèo đói, nếm đủ mọi khổ ải trần gian. Họ làm việc quên ăn, quên ngủ, chỉ mong sao sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho dù cuộc sống có vùi dập họ như thế nào, thì cũng không thể nào ngăn cản được ý chí và lòng quyết tâm của họ đổi đời, đổi vận, thành công. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng mang trên mình căn số phú quý, mang trên mình sự giàu có vinh hoa, mà để có được thành quả đó, họ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả xương máu rơi để lấy được những tháng ngày hạnh phúc và bình yên. Và mới đây nhất, khi xem vận trình tử vi 12 con giáp đúng tháng 8 âm năm Quý Mão, bất ngờ thấy rằng những người sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu, là con giáp được nhắc tới duy nhất trong bảng vàng nhận lộc trời ban đúng tháng 8 âm này. Song lộc phúc tinh cao chiếu chói rực cho vận trình của bản mệnh, làm gì cũng thuận lợi, phất lên giàu có sung sướng, ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn theo. Vậy vận trình trong tháng diễn ra như thế nào và phải làm sao để nắm bắt được những cơ may trời ban đó? Thì ngay sau đây, quý vị hãy cùng với Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết nhé. Trước khi đi vào lá số tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu nhanh đôi chút về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Những người sinh năm 1985 theo lịch âm là tuổi Ất Sửu, gồm những người có năm sinh dương lịch từ 21 tháng 1 năm 1985 đến mùng 8 tháng 2 năm 1986. Tuổi Ất Sửu 1985 mang mệnh kim, hại trung kim. Trong các nạp âm của mệnh kim thì hải trung kim nghĩa là châu báu, ngọc ngà nằm trong lòng đại dương bao la. Thứ quý hiếm này không dễ gì có được, cũng không phải ai cũng có thể trông thấy. Tuổi Ất Sửu cầm tinh con trâu. Trong 12 con giáp, tuổi trâu là biểu tượng của sự chăm chỉ, cần cù, kiên định. Nam nữ sinh năm 1985 sẽ mang nét tính cách đặc trưng của con giáp đại diện và cung mệnh của tuổi. Nam mang tuổi Ất Sửu là những người đàn ông trưởng thành, chững chạc và điềm tĩnh. Tính cách của họ có phần già dặn hơn các con giáp khác trạc độ tuổi, suy nghĩ về cuộc sống cũng sâu sắc hơn. Ở họ có sự đáng tin cậy, giống như một bờ vai vững chắc để dựa vào. Dù tính tình ít nói và trầm tư, nhưng điều đó toát lên một con người chân thật, được mọi người yêu mến và tin tưởng. Thuộc tiếp người nói ít làm nhiều, đàn ông tuổi Ất Sửu không làm thì thôi, chắc làm tới đâu, chắc tới đó. Họ không giỏi bàn luận, không đưa ra những bản kế hoạch, ý tưởng hoàn hảo, mà chỉ chú tâm vào hành động để tạo ra kết quả. Trong cuộc sống gia đình, năm tuổi này là trụ cột vững chắc, bao bọc cho người thân xung quanh. Phụ nữ tuổi Ất Sửu 1985 có nét đôn hậu, thật thà, chăm chỉ. Họ là mẫu người của gia đình, luôn hy sinh, nhường nhịn và cảm thông với người khác. Họ khiến cho người khác có cảm giác an toàn, thoải mái khi ở bên cạnh. Tuy ít nói, nhưng người này thường là điểm tin cậy để ai đó chia sẻ những nỗi niềm thầm kín. Trong tình yêu hay công việc, nữ sinh năm 1985 luôn giữ được sự chân thật của mình. Chính vì chân thành, ngây thơ nên rất hay được sự giúp đỡ của người khác. Và sau đây, ta cùng vào phần luận giải về vận trình tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Về tổng quan vận trình tháng 8 âm tuổi Ất Sửu 1985 như sau. Tháng 8 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Ất Sửu. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức cát tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ.
Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn. Tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đừng đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở Ất Dậu. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm. Đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Dựa trên mối tương quan giữa đường số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định gồm cát của con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 8 tuổi Ất Dậu âm lịch, phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định, nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng, có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến bạn xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, khi đôi lúc bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Được cả thiên đức cát tinh và chính nhân chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm, sổ nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí, sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường mà tuổi Ất Dậu sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Ất Dậu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bản đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về tài vận, tử vi tháng 8 âm của 12 con giáp dự báo, đường tài lộc của Ất Dậu khá bình ổn, không có biến động lớn. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài, vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh buôn bán có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất. Tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đừng đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng. Dù chỉ ở mức hòa vốn, nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn như hiện nay, như vậy cũng được gọi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để số phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Ất Dậu sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó, việc đã xảy ra cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức cát tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo để không phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Về tình cảm gia đạo, tháng 8 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm mộ ở Ất Dậu khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành xử khô khan, cộc cằn, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ. Dù là ngoại tình tư tưởng bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Nếu còn độc thân, dù có đào hoa nhưng đa phần chưa phải đào hoa lành, mọi chuyện chưa đi tới đâu, bạn nên hành xử thận trọng,
thể hiện thái độ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào quan hệ tay ba phức tạp, rối ren, người chịu thua thiệt chỉ có bạn mà thôi. Về sức khỏe, trong tháng 8 âm, phương diện sức khỏe của Ất Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm năng vượng vận đúng tháng 8 âm lịch cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy tuần mới mang thêm hy vọng mới cho con giáp tuổi Ất Sửu, có những tín hiệu khá tốt để bản mệnh tin tưởng và làm theo, hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ trong tương lai. Người kinh doanh buôn bán tất bật xử lý những rắc rối liên quan đến vấn đề nhân sự nội bộ. Nhìn bề ngoài, mọi thứ vẫn khá ổn định, nhưng thực chất bên trong, cấp dưới không phục cấp trên lộng hành quyền lực. Bản mệnh cần dành nhiều thời gian hơn để xử lý vấn đề đau đầu này, càng sớm càng tốt. Tài lộc của mệnh chủ khá vượng, dịch mã tình thôi thúc bạn nên xông xáo đi xa, tìm kiếm nguồn khách hàng, nhà đầu tư mới. Chỉ có như thế, bạn mới nhanh chóng tăng thu nhập và thực hiện được ước mơ lớn lao, mua nhà cho con cái đi du học. Sao thái tuế hung tinh xuất hiện trong tuần này, điềm báo tai nạn bất ngờ. Nếu có xuất hành đi xa nên cẩn thận, không nên chủ quan trong từng việc nhỏ. Ngoài ra trong công việc cũng tránh để ra sai sót. Giấy tờ trước khi gửi thì phải kiểm tra đi, kiểm tra lại cho chắc chắn. Tình cảm phong phú, nhân duyên khắc giới tốt đẹp, đôi lứa xứng đôi, tính chuyện hôn nhân trọng đại. Một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm, sợ các thành viên trong gia đình được giải quyết ổn thỏa. Cẩm năng vượng vận, quý nhân tị mão, tiểu nhân ngọ mùi, màu sắc may mắn, tím xanh lá, con số may mắn 56, 89, 50. Tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu có cái nhìn tích cực về mọi việc trong tuần này. Bạn không sợ hãi khi đối diện với khó khăn, bởi bạn biết đây chính là lúc mình cần cố gắng hết sức để khẳng định bản thân. Tinh thần ấy sẽ giúp bạn vượt qua mọi chuyện dễ dàng, thậm chí chuyển bại thành thắng. Vận trình công việc có tiến triển khá tốt. Tất nhiên cơ hội luôn đi kèm những thách thức. Chỉ khi vượt qua những thử thách ấy, bạn mới thực sự có được thành công rực rỡ. Sống là cống hiến và phấn đấu, đừng ngại ngần thể hiện ước muốn bản thân. Khi bạn tự tin và xác định hướng đi rõ ràng, không điều gì là không thể. Tuần này, bản mệnh nên đề phòng kẻ tiểu nhân tuổi Thìn hoặc Ngọ giở trò xấu xa, nhằm gây tổn thương tinh thần và tổn thất tiền của. Phương diện tài lộc khá lạc quan trong thời điểm giữa tuần. Có lẽ đây là lúc bạn thu hoạch được kết quả từ những dự án đầu tư, kinh doanh từ trước đó. Những phán đoán của bạn cực kỳ chính xác. Vì thế, hãy tiếp tục tin tưởng vào các quyết định của bản thân và tiếp tục vươn lên. Có điều, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù dùng dình đến đâu thì dần dần bạn cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Tình cảm là điểm sáng rực rỡ nhất trong vận trình của bản mệnh trong tuần này. Bạn đi đâu cũng nhận được sự yêu mến và chú ý của mọi người. Thậm chí có người là tâm điểm của đám đông. Xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu các đối tượng tìm hiểu. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá ổn, không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Những người bị bệnh lâu ngày không khỏi thì nay đã thuyên giảm đáng kể. Bạn nên lưu tâm tới chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức khỏe. Cẩm năng vượng vận, quý nhân tị dậu, tiểu nhân mùi thân, màu sắc may mắn trắng, ki xám, con số may mắn 56, 90, 35. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu đón chào tuần mới trong trạng thái hân hoan, tinh thần làm việc hăng say, tràn đầy nhiệt huyết. Các tinh thái dương che chở, trợ giúp cho bản mệnh thăng hoa trong sự nghiệp, nhất là nam mệnh. Công việc trôi chảy, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Công việc tuy nhiều nhưng cảm giác bản mệnh làm việc nhẹ nhàng, được quý nhân thong thả đi bên cạnh, lại hay gặp người tốt, nên vạn sự cứ bình yên trôi qua. Gặp tình huống cấp bách,
tuổi Sửu vẫn ung dung tự tại, bình tĩnh xử lý, hiệu quả đạt được nằm ngoài cả sự mong đợi. Trong tuần có điểm báo thay đổi ở nơi làm việc, được tăng lương, thêm thưởng hoặc được thăng chức. Người làm công ăn lương sẽ có dịp nở mày nở mặt. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng. Nó khẳng định rằng những nỗ lực mà bạn bỏ ra không hoài phí mà được ghi nhận một cách xứng đáng. Những ai làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, xuất nhập khẩu, thường xuyên tiếp xúc với tiền hoặc những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn cần hết sức thận trọng. Công việc nhiều dễ dẫn tới nhầm lẫn, gây hậu họa khôn lường. Thậm chí bạn phải bỏ tiền túi ra để lấp vào chỗ hổng đã gây ra. Các cặp đôi đã kết hôn thì tình cảm thêm phần hài hòa. Tuy tình yêu không còn lãng mạn, xế xối như trước kia, nhưng lại vô cùng bền chặt. Sợi dây gắn kết hai bạn chính là con cái, gia đình. Rất có thể trong tuần, bạn sẽ đón tin vui về chuyện con cái. Tuổi Ất Sửu bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp vấn đề gì đáng lo ngại về phương diện này. Có điều sau hung tinh Bạch Hổ ảnh hưởng, bạn mệnh chú ý đi đứng cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ hoặc họa tình hương như té ngã, chấn thương. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Dậu Tý, tiểu nhân Dần Ngọ. Màu sắc may mắn ghi vàng, con số may mắn 785609. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Tử vi tuần mới của người tuổi Ất Sửu hanh thông, trên số cát vận lấn át hung vận, báo hiệu điềm lành, gặp hùng hóa cát. Bản mệnh có một tuần an yên, không có quá nhiều biến động. Khởi đầu tuần với điểm báo tài lộc dồi dào do thực thần mang tới, con giáp này có khá nhiều thu hoạch cả về nguồn thu chính và nguồn thu phụ, nhất là người làm kinh doanh đón đầu được xu hướng và có nguồn lợi nhuận khá tốt lành. Công việc tiến triển thuận lợi, thiên đức cát tinh chiếu rọi, khai sáng trí tuệ. Người tuổi Ất Sửu suy nghĩ linh hoạt, dễ nhìn thấu mọi vấn đề, từ đó tìm ra phương hướng giải quyết, dễ dẫn đầu trong tập thể, được cả tập thể giao phó trọng trách. Ấn tinh xuất hiện dày đặc, khả năng cao trong tuần, bản mệnh sẽ đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh, sự nghiệp, nhận được sự tín trọng và trọng dụng của cấp trên, là những bước khởi đầu vững vàng cho sự thăng tiến sau này. Thiên đức cát tinh cũng trợ lực mạnh mẽ cho vận trình tình cảm, tình yêu phát triển thuận lợi, không còn sự ngăn cản của gia đình hay bất cứ rào cản ngoài luồng nào khác. Quyết đến với nhau hay không, hạnh phúc vui vẻ hay không đều phụ thuộc vào chính quyết định và cách hành xử của bạn. Trong tuần này, bạn nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe. Cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết. Nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Tị Dần, tiểu nhân Ngọ Mùi. Màu sắc may mắn đen xanh lam, con số may mắn 562870. Quý vị thân mến, ai cũng hy vọng cuộc sống của mình có thể thuận lợi, suôn sẻ, nhưng đời người rồi cũng có những lúc không như ý. Vậy khi gặp phải những chuyện không như ý nên làm thế nào để đối mặt, làm thế nào để vượt qua cửa khó khăn, đây cũng là một bài học vô cùng quan trọng. Do đó, nếu muốn con đường đời của người vừa dài vừa rộng, vừa thuận lợi, nên học được cách nhìn như thế này. Nhìn xa, làm người nên có trái tim rộng lớn, như thế tầm mắt mới có thể nhìn xa được. Đừng vì trái tim nhỏ bé mà lỡ mất cơ hội trở thành và phát triển. Mặc dù cuộc sống là vô thường, không lường trước được, nhưng chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch đường dài cho mình. Ví như trong những giai đoạn nào chúng ta muốn làm những gì, chúng ta đều nên suy nghĩ kỹ trước. Khi chúng ta có sự chuẩn bị, cuộc sống có kế hoạch và dễ đi đúng quỹ đạo hơn. Một người không có mục tiêu rất dễ mất đi phương hướng, đánh mất chính mình. Thời gian lâu dần cũng mất đi động lực, mất đi sự nhiệt tình với cuộc sống. Đây chính là một dạng bất lực. Chỉ cần sống trên đời, mỗi người đều muốn theo đuổi một mục tiêu nào đó, miễn là nó không ảnh hưởng tới lợi ích của người khác. Nằm quá xa tầm với hoặc quá thái quá thì đó sẽ là một chuyện tốt đẹp. Bởi vì trong quá trình theo đuổi, chúng ta có thể hưởng thụ được những niềm vui. Do đó mỗi người đều nên vì bản thân mình, người thân và tương lai mà suy tính, nỗ lực. Như thế chúng ta mới không bị cản trở trên đường đời. Nhìn rộng, con người sống trên đời cần phải học cách nhìn rộng. Bởi vì chỉ khi nhìn rộng ra mới ít phiền não, mới có được nhiều niềm vui. Nếu mọi chuyện đều có thể nhìn rộng ra,
sẽ có thêm một chút thấu hiểu, khoan dung, bớt đi một chút so đo, đời người mới càng ngày càng tốt đẹp. Những người có thể nhìn rộng, tấm lòng quảng đại, giải quyết mọi việc cũng rất khoan dung. Trong bất kỳ nghịch cảnh nào, chúng ta có thể đối mặt với nó một cách tích cực và lạc quan. Cuộc sống sẽ tự nhiên tốt hơn. Không có cuộc sống nào không có rào cản, chỉ có những người không nghĩ rộng mà thôi. Khi nhìn rộng, không có chuyện gì là lớn, nhưng không nhìn rộng được, chuyện gì cũng là chuyện lớn. Đời người ngắn ngủi, chúng ta không cần phải hơn thua với ai cả. Để bản thân có một cuộc sống tốt, đó mới là người có giá trị. Vì thế, chúng ta cần nhìn rộng hơn một chút. Suy nghĩ quá nhiều, đừng để bản thân phải chịu đựng một cuộc sống quá mệt mỏi, quá cực khổ. Xem nhẹ không có nghĩa là không quan tâm, chỉ là không để mình bị ràng buộc, gắn bó tới mức bị chi phối đến quên bản thân, quên đạo lý, học cách buông bỏ. Như thế mới không làm khó người khác, không làm khó chính mình. Xem nhẹ cũng không phải là không có nguyện vọng, mà càng phải hiểu được cách khống chế dục vọng của mình, không để danh lợi khống chế bản thân. Tất nhiên, nếu là những thứ thuộc về bản thân mình thì việc nên làm vẫn nên làm. Những thứ không thuộc về bản thân mình thì không cần động tâm suy nghĩ. Xem nhẹ những thăng trầm của bản thân thì nội tâm cũng bình yên vô sự. Xem nhẹ cũng là thái độ xử thế nhẹ nhàng và tự tại. Hiểu được bản thân cần gì, cũng hiểu được bản thân nên quý trọng những gì. Chăm sóc và trân trọng những gì bản thân đang có, vừa đơn giản mà vừa vui vẻ. Đối với một người mà nói, nhìn xa là tầm mắt, nhìn rộng là trí tuệ, xem nhẹ là một dạng cảnh giới. Một người phải đứng ở nơi cao mới có thể nhìn xa, tấm lòng nghĩ thông suốt mới có thể nhìn rộng, hai tay buông xuống được mới có thể xem nhẹ. Tất nhiên là nhìn rộng, nhìn xa, xem nhẹ không phải là đại diện cho sự tiêu cực. Chúng ta vẫn nên tận tâm tận lực đi làm những việc chúng ta muốn làm, hoàn thành mục tiêu của bản thân, chỉ là không cưỡng cầu. Vì thế nhiều khi hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đứng cao để nhìn xa, nghĩ thông để nhìn rộng, buông bỏ để xem nhẹ. Trên đường đời, nhìn xa mới có vị nhìn rộng, ngày tháng mới dễ dàng, xem nhẹ tâm mình mới tự tại. Nhìn xa đường phải có con mắt độc đáo, còn phải có một trí tuệ lớn. Nhìn rộng càng không dễ dàng, cần phải có những trải nghiệm trong cuộc sống, cảm ngộ được đời người. Xem nhẹ càng khó hơn, cần sự tu dưỡng, thành tâm, dưỡng tâm và tĩnh tâm.